chạm đến thiên đường triệu hoa hồng. Và quan trọng hơn, năm nay sẽ là năm mà để cho các chiến binh kinh doanh đổi nhà, đổi xe, đổi đời cùng Y Thu Hoa, đúng không ạ? Và các anh chị thân mến, và như tất cả chúng ta cũng đã biết thì Ecoworld ngoài danh hiệu là thành phố triệu cây xanh, còn là khu đô thị có triệu hoa hồng. Và ở Việt Nam thì không có khu đô thị nào nhiều hoa hồng như ở Ecoworld. Hoa hồng có khắp mọi nơi, nở bốn mùa. Có bất kỳ du khách nào đến với Ecoworld đều đắm say bởi điều tuyệt vời của hoa hồng. Và quan trọng